Quay xe vô trước kìa. Quay cái nhà cho này. Là xịt cho này. Bơm đủ liền anh. Bơm xong đầy nó sẽ dừng lại. Để rung ha. Phải là cái sợi dây của mình nó để ngắn quá nè, thấy không? Từ. Xịt đi. Chân. Wow, ngon luôn. Ngon. Xịt thêm đây là xịt luôn đi cho nó hết nước. À, chỉnh cái vòi nữa gì? Chỉnh cái vòi á. Chỉnh cái vòi xoay qua xoay lại á. Cho anh sạch đi, cho anh sạch cho anh. Thôi được rồi. Rồi sao?